Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình mình. Đố các bạn biết là trong thời gian vừa qua, món ăn nào là món ăn đã chiếm sóng nhất ở trên mạng xã hội? Chắc chắn đó là món dừa dầm đúng không nào? Chính vì vậy mà Kiên đã quyết định là sẽ tự làm món này luôn. Thật ra nó là dừa dầm nhưng mà về cơ bản thì món này nó như là một món chè vậy. Sau khi mà mình đã nghiên cứu và mổ xẻ cái món ăn này thì mình thấy rằng là trong này có những cái nguyên liệu chính như sau. Thứ nhất đó là phần thạch làm từ nước dừa. Thứ hai là phần thạch làm từ nước cốt dừa. Thứ ba là phần chân trâu, có nhân dừa cũng được hoặc không có nhân dừa cũng được. Phần thứ tư là phần dừa tươi. Phần thứ năm là phần dừa non. Và phần thứ sáu là phần quan trọng nhất, đấy là chính là phần nước cốt dừa. Và phải là nước cốt dừa tự nấu nhất thì ăn nó mới ngon. Và ngay bây giờ thì Kiên sẽ bắt đầu làm món ăn này các bạn nhé. Đây là tất cả những nguyên liệu chính để chúng ta làm món dừa dầm này. Toàn là một màu trắng đúng không? Đầu tiên đó sẽ là 1 lít 2 phần nước dừa tươi. Nước dừa này thì các bạn mua dừa xiêm ở ngoài chợ về, sau đó thì các bạn lấy phần nước. Còn phần cùi thì các bạn sẽ chọn cái phần loại dừa non một chút thì chúng ta sẽ được cái cùi dừa non như thế này. Tiếp đến là Kiên sẽ sử dụng 600g dừa nạo. Dừa nạo này là chúng ta sẽ để nấu nước cốt dừa. Ngoài ra thì Kiên cũng mua thêm một phần dừa nạo riêng để tiện chúng ta ăn kèm nữa. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần khoảng 50g sữa đặc, 250g nước cốt dừa, 150g nước cốt dừa. Cái này thì phần này thì chúng ta sẽ để nấu nước cốt dừa này, còn phần này để chúng ta nấu thạch nước cốt dừa. 200g đường, trước mắt thì Kiên cứ lấy 200g đường đã và sẽ cho toàn bộ vào cái phần chỗ đồ ăn này. 130g bột năng, 20g bột gạo. Và quan trọng nhất để cho cái món thạch này đó là chúng ta phải dùng bột rau câu dẻo. Các bạn chú ý nhé, bột rau câu dẻo nó hoàn toàn khác với cái bột agar. Chính vì vậy mà các bạn hãy chọn bột rau câu dẻo này, các bạn có thể nhìn thấy không? Đấy, con sư tử như thế này. Đây là một loại bột rau câu cực kỳ ngon mà Kiên rất là thích dùng. Đầu tiên là chúng ta sẽ nấu cái phần thạch rau câu. Thì ở đây một cái gói bột thạch này nó có 10g và như trong hướng dẫn là người ta sử dụng chỉ 950ml nước thôi. Tuy nhiên thì nếu mà sử dụng 950ml nước thì cái thạch của chúng ta nó khá là cứng, ăn Kiên thấy không ngon lắm. Chính vì vậy mà Kiên đã tăng nó lên là 1,2 lít nước dừa. Và bây giờ Kiên sẽ nấu cái hỗn hợp này lên nhá. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ đổ phần nước dừa này vào trong một cái nồi. Cái này là 1,2 lít nước dừa các bạn nhé. Sau khi mà đã cho phần nước dừa vào rồi thì chúng ta sẽ cho 10g cái bột rau câu dẻo này vào. Và các bạn hoành tan lên nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho vào đây một muỗng canh đường. Sau khi mà phần bột thạch đã tan hết với đường thì chúng ta sẽ múc một nửa hỗn hợp này ra khuôn. Và một nửa hỗn hợp còn lại trong nồi thì chúng ta sẽ cho 150ml nước cốt dừa vào. Như vậy là chúng ta đã được hai loại thạch rồi. Rất là nhanh phải không các bạn? Đây là phần thạch sau khi mà Kiên đã cho 150ml nước cốt dừa vào này. Màu rất là đẹp luôn, tạo được một hỗn hợp sệt sệt. Bây giờ chúng ta cũng đổ ra khuôn. Wow, hai phần thạch Kiên chia không đều ấy. Một bên thì hơi ít, còn một bên thì lại hơi nhiều. Thôi không sao, bây giờ chúng ta sẽ để nguội và sau đó sẽ cho vào tủ lạnh trong vòng 1 tiếng để đông hẳn các bạn nhé. Trong thời gian mà chờ phần thạch đông hẳn thì Kiên sẽ làm đến cái thứ hai, đó chính là chân trâu. Làm chân trâu này thì rất là đơn giản rồi. Các bạn chỉ việc trộn hai loại bột vào với nhau này, thêm một thìa đường. Sau đó thì chúng ta sẽ cho 100ml nước thật sôi. Các bạn phải chú ý nhé, thật sôi, sau đó chúng ta nhào. Và sau khi mà chúng ta nhào xong thì chúng ta sẽ tạo hình và sau đó chúng ta đem luộc thôi. Rất là đơn giản. Chúng ta sẽ cho hết 130g bột năng vào này, bột gạo. Và chúng ta sẽ cho một thìa đường. Rồi, sau đấy thì các bạn sẽ cho vào trong này 100ml nước sôi nhá. Các bạn phải chú ý là nước thật là sôi nhá. Cực kỳ nóng luôn. Ta sẽ dùng thìa đảo. Đây là phần bột mà Kiên đang nhào này. Rất là nóng luôn, tại vì nước sôi mà. Cho nên là những bạn nào mà tay da mỏng ấy, không chịu được nóng thì các bạn cũng phải đeo găng tay vào nhá. Còn đây là mình làm quen rồi cho nên là mình có thể nhào được bằng tay chân như thế này. Sau khi mà các bạn đã nhào khối bột được thành một khối bột mịn dẻo như này rồi thì việc tiếp theo là một cái việc nó hơi mất thời gian một chút. Đó chính là chúng ta sẽ nặn chân trâu này. Tuy nhiên thì như có livestream Kiên đã từng nói cái món chân trâu đường đen ấy. Đấy thì các bạn chúng ta sẽ kéo ra một sợi dài như này, sau đó thì chúng ta sẽ cắt từng cái viên nhỏ và sau đó chúng ta sẽ lăn toàn bộ ở trên mặt đá. Thì nếu mà những bạn nào mà chưa xem thì chúng ta hãy xem lại trên livestream sữa tươi chân trâu đường đen đầu tiên ở trên Facebook nhá. Cuối cùng thì mình cũng đã, thật ra thì mình cũng chỉ cắt thôi chứ mình không vo viên ấy. Tại vì bây giờ mình đang khá là lười. Nhưng mà khi mà mình làm nhỏ như này và khi mà chúng ta luộc lên
thì nhìn nó sẽ không rõ những cái viên tròn đâu. Chính vì vậy mà các bạn có thể làm ăn gian giống mình như thế này. Sau khi nước sôi thì chúng ta sẽ thả chân trâu vào và các bạn sẽ luộc chân trâu trong nước 20 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ tắt bếp và đậy nắp thêm 20 phút nữa để chân trâu chín hoàn toàn. Bước tiếp theo là đến phần dừa nạo thì chúng ta sẽ cho vào đây khoảng tầm 2 lít nước. Sau đó thì các bạn có thể dùng máy xay sinh tố hoặc là các bạn có thể dùng cái máy xay cầm tay như kia thế này cũng được. Và chúng ta sẽ xay nhuyễn cái hỗn hợp này ra nhá. Sau khi mà chúng ta đã xay hỗn hợp dừa sợi với cả nước sôi rồi thì các bạn để ngâm hỗn hợp này trong khoảng 15 phút. Và sau đó thì chúng ta sẽ chắt hết những cái bã dừa ra để lấy phần nước này để nấu nước cốt dừa nhá. Sau khi chắt xong phần nước cốt dừa thì chúng ta sẽ cho vào đây tất cả số đường còn lại mà chúng ta đã chuẩn bị từ đầu này. Rồi này, phần sữa đặc. Các bạn chú ý là sữa đặc là chúng ta cho một lượng vừa phải thôi nhá, để đủ để tạo mùi thơm thôi, không thì sẽ bị rất là ngọt đấy. Và phần nước cốt dừa này. Rồi chúng ta sẽ nấu hỗn hợp này đến khi sôi lăn tăn là được nhá. Wow, đây là nồi chân trâu của chúng ta. Sau khi mà cái đã ngâm và đun này, bây giờ đã chuẩn bị sẵn một bát nước lạnh và bây giờ chúng ta sẽ vớt ra và thả trong bát nước lạnh. Đây là phần thạch mà Kiên đã cắt ra này. Đó, bên này thì Kiên cắt hình vuông, còn bên này thì cắt dẹt dẹt giống như ở Hải Phòng người ta hay làm. Như vậy là các nguyên liệu của chúng ta là xong rồi đấy. Wow, như vậy là Kiên đã có đầy đủ các nguyên liệu rồi nhá. Nước cốt dừa tự làm này, dừa nạo sợi này, cùi dừa non này, chân trâu và hai loại thạch. Bây giờ mình sẽ trình bày ra bát. Hải Phòng rồi và các bạn có thể thấy không? Mùi cực kỳ hấp dẫn luôn. Bây giờ Kiên sẽ ăn thử nha. Cực kỳ ngon luôn. Mùi nước cốt dừa rất là thơm tại vì là nó sẽ không bị nồng bởi mùi nước cốt dừa đóng lon đấy. Lượng đường rất là hợp lý, chân trâu dai, hai loại thạch rất là ngon, đặc biệt là cùi dừa non. Bây giờ mình đã hiểu lý do tại sao các bạn lại mê món ăn này như thế nào rồi. Như vậy là ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn món dừa dầm Hải Phòng. Nếu sắp tới có món ăn nào hot, có món ăn nào mà các bạn muốn mình tìm hiểu và mình hướng dẫn các bạn để quay vlog thì các bạn cứ comment ở bên dưới nhé. Hy vọng là các bạn sẽ thích clip này, hãy ấn like, subscribe, click vào cái chuông để tiếp tục ủng hộ gia đình Cam Cam nhé. Xin chào tất cả mọi người.